Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, bỏ kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, cội rễ của trí nhất thiết trí để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, và trong đó mong cầu được trí nhất thiết trí cũng lại như vậy. Này thiện hiện, ví như có người vì tìm chân bảo nên đến biển lớn, đã đến bờ biển người ấy không vào biển lớn mà trở lại xem nước, nơi giấu chân trâu. Rồi suy nghĩ, nước trong biển lớn lượng sâu rộng của nó có bằng đây không? Trong đó có lẽ cũng có các chân bảo. Ý ông thế nào, người đó có khôn không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người đó không khôn. Phật dạy, này thiện hiện, vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, bỏ kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, cội rễ của trí nhất thiết trí, để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, và trong đó mong cầu được trí nhất thiết trí cũng lại như vậy. Vì sao? Vì người đó tinh tấn tu học kinh điển nhị thừa, cuối cùng chỉ có thể đắc quả dự lưu, tuần tự cho đến độc giác Bồ Đề, tất nhiên không thể được trí nhất thiết trí. Thế nên các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí nên học bát nhã ba la mật đa, không nên cầu học kinh điển nhị thừa. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa chắc chắn là cội rễ của trí nhất thiết trí, còn kinh điển nhị thừa như là cành lá. Này thiện hiện, như có thợ hoặc học trò của ông ta muốn làm cung điện lớn, cao rộng tốt đẹp như cung điện trời đế thích. Sau khi thấy cung điện đó, người kia lại làm cung điện kiểu như cung điện nhật nguyệt. Ý ông thế nào, người thợ hoặc học trò của ông ta có thể làm cung điện rộng lớn tốt đẹp như cung điện trời đế thích không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không được. Phật dạy, người ấy có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người ấy chẳng thông minh. Phật dạy, này thiện hiện, vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, được bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại bỏ để cầu học kinh điển nhị thừa và muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc hữu tình cũng lại như vậy, nên biết đó là loại người ngu si. Này thiện hiện, như có người muốn thấy chuyển vân thánh vương, thấy rồi chẳng nhận biết, bỏ đến nơi khác, thấy vua nước nhỏ, quan sát hình tướng của ông ta và suy nghĩ, hình tướng của chuyển luân thánh vương oai đức đâu có hơn người này. Ý ông thế nào, người đó có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người đó không thông minh. Phật dạy, này thiện hiện, vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, muốn hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình, bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, và nói kinh điển kia cùng đây đâu có gì khác nhau, vì sao phải dùng kinh đó? Vì nhân duyên này chắc chắn không thể đạt trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều phương tiện thị hiện, khuyến khích dẫn dắt khen ngợi vui mừng các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được bất thối chuyển mà bỏ để cầu học kinh điển nhị thừa, nên biết người kia cũng lại như vậy. Vì sao? Vì người tinh tấn tu học kinh điển nhị thừa chắc chắn không thể chứng được quả vị Phật. Này thiện hiện, như có người đói được thức ăn trăm vị mà bỏ để cầu ăn cơm để lâu hai tháng, ý ông thế nào, người đó có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người đó không thông minh. Phật dạy, này thiện hiện, cũng vậy, vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, với ý muốn tìm trí nhất thiết trí trong kinh nhị thừa ấy, hoài công nhọc nhằn, cuối cùng họ chẳng được gì. Này thiện hiện, như có người nghèo được ngọc vô giá mà bỏ để đổ lấy đá ca giả, mạc ni, thủy tinh, ý ông thế nào, người đó có thông minh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, người đó không thông minh. Phật dạy, này thiện hiện, cũng vậy, vào thời tương lai có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, với ý muốn tìm trí nhất thiết trí trong kinh nhị thừa ấy,
Hoài công nhọc nhằn cuối cùng họ chẳng được gì. Này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu đang lúc biên chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa mà có những sự biện luận phức tạp nổi lên và muốn nói về những pháp môn khác nhau, làm cho những việc biên chép vân vân chẳng được hoàn tất, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn có thể biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa được không? Phật bảo thiện hiện không được, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa khi biên chép kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa mà nghĩ, ta dùng văn tự biên chép bát nhã ba la mật đa, như vậy văn tự tức là bát nhã ba la mật đa, hoặc nương vào văn tự chấp trước bát nhã ba la mật đa, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa mà nghĩ đến đất nước, thành ấp, kinh đô, nơi chốn thầy bạn, cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, bà con, bè bạn, vua quan, trộm cướp, thú dữ, người ác, quỷ ác, đám đông dạo chơi, âm nhạc, báo oán, báo ơn, thực phẩm, y phục, giường nằm, hoặc nghĩ đến các vật dụng khác cho thân, hoặc nghĩ đến sự sáng tác văn tục, sách vở, thời tiết lạnh, nóng, ấm mát, những việc voi ngựa, nước lửa, hoặc nghĩ đến những sự nghiệp khác đã xa lìa, nên biết đều là việc ma, Bồ Tát. Ma dùng những việc ấy làm khuấy động Bồ Tát, làm cho những việc biên chép đều chẳng được thành tựu. Bồ Tát biết rõ, hãy nên xa lìa. Này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy giảng nói kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, được sự cung kính cúng dường, được nhiều lợi ích tiếng khen. Vì lý do này mà người đó bỏ bê sự nghiệp đã làm, nên biết đó cũng là việc ma của Bồ Tát. Bồ Tát biết rõ, hãy nên xả bỏ. Này thiện hiện, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, ác ma hóa ra những hình tượng bí xô, cầm các loại sách thế tục hoặc kinh điển tương ưng nhị thừa giả hiện bản thân trao cho Bồ Tát và bảo Bồ Tát: kinh điển này ý nghĩa sâu xa, uyên áo, nên siêng năng tu học, bỏ kinh đã học kia đi. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này phương tiện thiện xảo, không nên chấp nhận sách luận thế tục của ác ma trao cho, hoặc kinh điển tương ưng nhị thừa. Vì sao? Vì sách luận của thế tục và kinh điển nhị thừa không thể dẫn phát được trí nhất thiết trí, không thể hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không phải thuận duyên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà nó vô cùng chướng ngại. Thiện hiện nên biết, trong kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, giảng rộng phương tiện thiện xảo đạo đại Bồ Tát. Nếu ai đối với kinh này tinh tấn tu học, rất mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa không có phương tiện thiện xảo, sẽ gần gũi bạn ác, bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa, thọ học sách luận thế tục của ác ma và kinh điển tương ưng nhị thừa, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người nghe pháp, thích hỏi pháp, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, người thuyết pháp lại rơi vào giải đãi, chẳng muốn thuyết pháp cho ai, cũng chẳng ban bố cho ai bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp tâm không tham đắm dục lạc, cũng không có giải đãi, ưa giảng và ưa ban bố bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện khuyến khích biên chép thọ trì đọc tụng tu tập, người nghe pháp lại giải đãi ham vui, chẳng muốn lãnh thọ cho đến tu tập, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người nghe pháp đầy đủ sức trí tuệ, nhớ nghĩ, thích nghe, thích hỏi, biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, người thuyết pháp lại muốn đi đến phương khác, không thể dạy bảo truyền trao, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp ưa thuyết, ưa ban bố bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện khuyến khích biên chép thọ trì đọc tụng tu tập, người nghe pháp muốn qua phương khác, không muốn nghe thọ, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát.
Này thiện hiện, người thuyết pháp thường đủ thứ ác dục lớn, yêu chuộng danh lợi, y phục, ăn uống, giường nằm, thuốc thang và bao nhiêu vật dụng của cải khác, thích sự cung kính cúng dường, tâm không nhàm chán. Người nghe pháp thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm định tuệ, chán sợ sự lợi dưỡng, cung kính và tiếng khen, hoặc có đủ tật đố san tham, không thể xả thí, cả hai không hòa hợp, không tiếp nhận thọ trì, biên chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh tinh tấn, đầy đủ niệm định tuệ, chán sự lợi dưỡng, cung kính và tiếng khen, hoặc có đủ tham lam ganh ghét, không thể xả thí. Người nghe pháp có đủ ác dục lớn, yêu chuộng danh lợi, y phục, ăn uống, giường nằm, thuốc thang và vật dụng của cải, đối với sự cúng dường, cung kính, tâm không nhàm đủ. Cả hai không hòa hợp, không thể tiếp nhận thọ trì, biên chép, tu tập bát nhã, ba la, mật đa sâu xa, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp có tín có giới, thọ trì 12 công đức hạnh đầu đà, thích thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho người khác, dùng phương tiện khuyến khích, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Người nghe pháp không tín không giới, cũng không có 12 công đức hạnh đầu đà, cả hai không hòa hợp, không thể dạy bảo, trao truyền, tiếp nhận, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người nghe pháp có tín có giới, thọ trì 12 công đức hạnh đầu đà, ưa nghe hỏi, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Người thuyết pháp không tín không giới, cũng không có 12 công đức hạnh đầu đà, cả hai không hòa hợp nên không đạt được kết quả nói hay nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp không có tâm tham lam bỏng sẻn mà có thể bố thí tất cả. Người nghe pháp có tâm tham lam bỏng sẻn và không thể xả thí, hoặc trái ngược trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người nghe pháp muốn cầu cúng dường, người thuyết pháp y phục, ăn uống, giường nằm, thuốc thang và vật dụng khác, nhưng người thuyết pháp chẳng muốn thọ dụng, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp thành tựu khai trí, không muốn truyền bá. Người nghe pháp thành tựu diễn trí, chẳng muốn nói tóm tắt. Hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp chuyên ưa muốn biết rộng trình tự pháp nghĩa 12 phần giáo. Người nghe pháp chẳng muốn biết rộng trình tự pháp nghĩa 12 phần giáo, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp thành tựu 6 pháp ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo đạt được Đà La Ni. Người nghe pháp không được công đức như vậy, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp muốn làm cho người nghe pháp cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Người nghe pháp chẳng tùy thuận ý của người thuyết pháp, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết pháp đã xa lìa trần cấu san tham, đã xa lìa năm triền cái. Người nghe pháp chưa lìa san tham, chưa xa lìa năm triền cái, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo, trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát.
Này thiện hiện, người nghe Pháp có tâm tin yêu, muốn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, nhưng người thuyết Pháp đối với kinh này chưa được thuần thục sâu xa nên không thể xác quyết rõ ràng, làm cho người nghe Pháp không muốn nghe. Do nhân duyên này nên không được biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp tâm thích nói Pháp, nhưng người nghe Pháp lại không muốn nghe, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp tuy muốn nói Pháp, nhưng các căn trên thân bệnh nặng ràng buộc nên không thể thuyết Pháp được. Người nghe Pháp tuy muốn nghe Pháp, nhưng các căn trên thân bệnh nặng ràng buộc nên không thể nghe Pháp được. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, khi biên chép thọ trì đọc tụng, tư duy giảng nói kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, có người đến nói về những cảnh giới ác và những việc khổ, nhân đó lại bảo người đối với thân này nên siêng năng tinh tấn, sẽ mau chấm dứt hết khổ vào bát niết bàn, cần gì phải dừng lại biển cả sanh tử, nhẫn chịu trăm ngàn sự đau khổ khó nhẫn để cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do những lời nói ấy mà sự biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này chẳng được trọn vẹn, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, khi biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, có người đến khen ngợi những sự thù thắng ở cõi người và khen ngợi sự trường thọ an vui của cõi trời, rồi người đó nói, tuy ở cõi dục thọ những dục lạc, ở trong cõi sắc hưởng vui tịnh lự, ở cõi vô sắc hưởng vui đẳng trí định, nhưng đó đều là những pháp vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh biến hoại, pháp tàn tạ, pháp xa lìa, pháp chấm dứt, pháp hoại diệt. Vì sao người đối với thân này chẳng tinh tấn để chứng quả dự lưu, tuần tự cho đến độc giác bồ đề vào bát niết bàn cứu cánh an vui, sao lại ở lâu nơi luân hồi sanh tử, vô cớ vì người khác chịu những khổ nhọc để cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do những lời nói ấy mà sự biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy giảng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này không được trọn vẹn, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp sống một mình, không bị ràng buộc, chuyên tu việc mình, chứ chẳng lo việc người khác. Người nghe Pháp thích lãnh đổ chúng, thích lo việc người khác nhưng chẳng lo việc mình, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp chẳng ưa ồn ào xen tạp, người nghe Pháp thích chỗ ồn ào xen tạp, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp muốn người nghe hoàn toàn tùy thuận và hỗ trợ những điều mình nói. Người nghe Pháp chẳng tùy thuận ý muốn của người nói, hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, người thuyết Pháp vì danh lợi nên muốn thuyết Pháp cho người khác, và muốn những người nghe đó biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa. Người nghe Pháp biết những điều như vậy nhưng không muốn tùy thuận chấp nhận, hoặc người nghe vì danh lợi cho nên muốn thỉnh người thuyết Pháp và muốn phương tiện biên chép thọ trì đọc tụng